Hello cả nha, chào bạn ở kênh của N1 Gameplay. Thì nói chung là hôm nay là mình sẽ làm một video nghỉ YouTube các bạn nhá. Thì nói chung là trong suốt thời gian vừa qua thì mình cũng đã gọi là cố gắng rất nhiều, không mình không phải cố gắng đâu, nói chung là mình làm kiểu chụp đích cho vui, cho giải trí thôi. Nhưng mà thực sự mà nói luôn là khoảng hơn chính xác của chúng ta xem nào, đây chính xác là từ khoảng 10 tháng trước là mình đã cố gắng mình ngồi làm, và video cao nhất mình đã được view là tầm khoảng 3,8 nghìn. Các bạn rất là nhiều. Đấy. Nói chung là mình hôm nay xem video mình sẽ phải tạm thời được dừng làm YouTube để lại. Tại sao mình lại dừng lại? Thì nói chung là cũng rất là nhiều lý do. Từ việc là học hành căng thẳng này. Nói chung là sắp thi các bạn ạ. Mình phải hiểu như thi và mức quan trọng. Nên là mình buộc phải nghỉ thôi. Không thể làm khác được. Đấy. Và sau đó là mình còn thực sự là các bạn phải phải hiểu là cái máy tôi rất là cùi, không máy nó tôi đi tôi xin mẹ tôi tiền mua thanh RAM mà mẹ tôi chửi tôi sắp mặt, mà các bạn phải hiểu rồi đấy, thực sự nói luôn là nó rất là khổ, rất là mệt, bởi vì tôi phải liên tục phải nghĩ content hay đều đăng các bạn được không. Các bạn biết là tôi cái kênh này là tôi đăng lên SEO lúc nào cũng có view các bạn ạ. Các bạn để ý nha, đây ví dụ như là cái video nào ta, đây video đi, video này được 817 view này, cái video này được 600 view, thì được 2,2 nghìn view nhá, cái này được 354 view. Nói chung là trong thời gần thì hiện tại cái này đang sáng 117 view đây, cái này 1k view bạn ấy đỉnh không. Đấy, đấy, luôn đối với các bạn hay là ai nó kiểu kênh nhiều người xem hơn thì chung nó sơ bình thường, nhưng mà đối với tôi nó quá là quý rồi, thực sự luôn. Nên là tôi nghĩ là mình làm cái tiền đất xéo đi, thế đó nào cũng view. Nhưng mà lúc đấy tôi nghĩ lại thì thực ra là không phải, bởi vì là mình không nghĩ được ý tưởng nên là không có vụ gì ở đây cả. Nói chung là mình phải buộc nghỉ thôi. Cái kênh nhỏ lẻ này, cái kênh chăm sóc nhưng mà có cái ói gì đâu đúng không. Đấy, thế là mình buộc phải dừng lại. Đấy, nói chung là mình sẽ không làm video chi kênh nữa, quan trọng đấy thôi. Video này cũng không cắt ghép chỉnh sửa gì nhiều cả. Đấy, đấy thế thôi. Thực ra thì mình cũng có bạn đã xem kênh mình trong suốt thời gian qua, các bạn đã xem mình và luôn ủng hộ mình đúng không, luôn like video, luôn đăng ký đấy ủng hộ mình cảm ơn nhiều. Và mình cũng phải rất nhiều đấy thôi. Và các bạn có tự hỏi là liệu mình sẽ quay lại làm không, mình trả lời luôn các bạn, mình sẽ quay lại YouTube, mình sẽ quay một thời điểm nào đó. Trong thời gian này thì trong khoảng thời gian nữa thì mình có thể là đăng thêm một hai video là gì đó, hoặc là có thông báo gì thì mình sẽ để lên Facebook của mình nhá. Facebook mình để mô tả đấy, không biết có ông nào thành cần để ý cái mô tả không, cái mô tả thôi vấn đề không, tôi phải nói quả mới bấm vào. Nói chung là các bạn thể thấy tôi suốt ngày đăng bài, đăng viết cái bài sầm lờ trên đấy ấy. Hết rồi, không ai like cả, các bạn vào các bạn like dụ tôi vài cái rồi búp tương tác cái coi. Đấy. Nói chung là các bạn đã xem cái video này, các bạn sẽ xem được, các bạn thấy cái video này vào tầm khoảng 6 giờ sáng ngày mai không? Và tất cả anh em đi học với đấy, tôi cũng đi học đấy, các bạn cũng đi học đúng không? Đúng không? Tôi nói rất chuẩn mà. Các bạn trốn làm sao được. Với sao lại bạn ơi. Ok, nói chung là mình sẽ nghỉ thôi. Các bạn nha. Các bạn đã xem video kênh nó rất nhiều, thực sự là trong suốt 10 tháng, 9 tháng thì các bạn đã ủng hộ tôi. Cảm ơn sự khoan lại đủ má nó kinh này đâu. Đấy, nói chung là cây tôi bị ảnh hưởng này. Tôi biết YouTube nó bị làm sao, bạn tên tôi để ra nó này là luôn luôn gì tôi đã biết đâu, tôi đã để tên con kẹt nó là để tên kênh chính thức của tôi nhá bạn nhá. Các bạn hãy nhớ kênh này nó hơi dài nhưng mà tôi sao tôi phải để đây thì tôi không biết nữa, các bạn thấy tôi rút gọn này. Đấy. Nói chung là các bạn đã rất nhiều đã xem kênh của tôi thời gian qua và rồi các bạn hay nhiều vậy, nhưng mà nói chung là tôi vẫn chờ được YouTube các bạn comment tôi vẫn sẽ trả lời, không phải không trả lời đâu. Đấy, nói chung là thế thôi các bạn nhá, các bạn ủng hộ tôi một chăm sóc rất là vui luôn. Cái hôm chăm sóc tôi đã nhảy cuống cuồng lên trong nhà đấy,
các bạn phải hiểu điều đấy nhá. Với các bạn thấy video mình thì các bạn cảm ơn cũng được ăn sắp về gì cả, bởi vì mình cũng gọi là gì nhỉ, vì là mình cũng phải gọi là và là mình cũng phải vẫn ở đây thôi chứ không đi đâu đâu, là các bạn đừng cắm sắp tôi đấy rồi. Ok, cảm ơn bạn nhá, bye bye các bạn đã xem video, chào các bạn.